Xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Quán Thể Thao Và tuần này thì tôi và anh Quang Huy sẽ có những câu chuyện liên quan đến danh sách tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 3 năm 2024 Và tất nhiên là chúng ta sẽ không bỏ qua được những diễn biến mới nhất liên quan đến giải vô địch ngoài ngay Anh Huy này như vậy là chúng ta đã có danh sách tập trung đội tuyển của ông Philippe Trujier cho hai trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia Trong danh sách này thì chúng ta nhận thấy là có khoảng hơn một nửa Uh, tức là khoảng 17 18 cầu thủ trên tổng số 31 người được gọi là những nhân vật uh, có thể nói là quen thuộc dưới thời của huấn luyện viên Park Hang Seo uh, Có thể hiểu là huấn luyện viên Philippe Tuzet cũng đang có những cái sự thay đổi. Theo những cái cách mà chúng ta cũng đã hình dung, tức là có nghĩa là ông ấy cũng lắng nghe hơn, ông cũng cần phải có một cái sự gọi là um, thay đổi cái cách tiếp cận của mình trong việc sử dụng con người nhằm hướng tới một cái kết quả nó tích cực hơn cho đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? đúng là như vậy bởi vì chúng ta đã rơi vào cái thế mà bị Thua Indonesia tại asian cup bây giờ chúng ta biết rằng đá với họ mà thiếu những người kinh nghiệm thì hết sức là nguy hiểm và trong thời gian vừa rồi thì cái việc mà ông trusier gọi nhiều cầu thủ trẻ vào tuyển cũng khiến cho các đàn anh mà phong độ đang tốt người ta trở lại có một cái động lực chứ thật ra trước đây cũng đã từng có giai đoạn mà các thủ bị thiếu động lực thế thì bây giờ có những đàn em thúc đẩy phía sau thì những người anh là cũng cho thấy rằng là mình cần phải là mới mình và bởi thế tôi nghĩ rằng là cái việc lúc này ông Tu Xế gọi vào đội tuyển những người tốt nhất mà chúng ta đang có mà họ đang tỏa sáng tại V-League là điều hợp lý. Có những cầu thủ chúng ta nhìn vào danh sách, chúng ta nghĩ rằng là lần này đội tuyển tiếp tục phải có họ, tức là những người trẻ. Thế nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là ngay phía sau là U23 cũng lại tập trung. Đấy, tức là những người còn đang trẻ và những đợt trước được gọi thì bây giờ có thể dành cho U23. Nhưng mà hai đội sẽ tập cùng nhau và U23 có thể nhắc lên tuyển bất cứ lúc nào. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách đặt vấn đề như thế này chứng tỏ sự cầu thị của ông Tuchel và nó cũng là hợp lý thôi trong bối cảnh của Indonesia là đối thủ hiện nay để mà đánh bại họ là không hề đơn giản. Gọi lên tập trung đó là một cái bước chuyển đổi nhưng anh có nghĩ là những gương mặt kỳ cựu sẽ được tin dùng cho hai trận đấu sắp tới không? Đấy là một vấn đề rất lớn bởi vì đối xuất phát đối với thi đấu trực tiếp trong hai trận đấu ở Indonesia trước và trận đấu trên sân Mỹ Đình lượt về mới là câu chuyện quan trọng nhất tôi cho rằng là tỷ lệ những người kinh nghiệm là sẽ đóng một cái vai trò quan trọng đấy bởi vì có thể khi ông Trussier sang thì những cái giáo án của ông mới mẻ ông ấy tập với cầu thủ mà quen từ thời ông park rồi anh em cảm thấy có gì đấy nó, nó bị bỡ ngỡ nhưng gần đây thì kể cả họ không được dùng thì họ cũng đã xem các đàn em đá và phần nào đấy họ là những cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng sẽ nắm bắt được ý tưởng và tôi nghĩ là bắt nhịp được thôi thành ra là hy vọng những ngày tới tập trung thì sẽ có sự bắt nhịp và thực sự chúng ta vẫn mua hướng đến tương lai nhưng mà hai triệu độ thôi nó quá quan trọng thời gian lại không có nhiều cũng không thể đòi hỏi cầu thủ trẻ lột xác được thành ra tôi vẫn rất là mong muốn những người có kinh nghiệm sẽ lâm trận và thầy trò làm sao đấy xích lại gần nhau có tiếng nói chung để mà chúng ta đạt kết quả tốt nhất ở trong danh sách như tôi đã đề cập ấy, thì đã có rất là nhiều những gương mặt kỳ cựu những cầu thủ đã thành danh trong những năm qua nhưng ở cái đợt tập trung thi đấu với indonesia sắp tới đây thì chúng ta thấy là vẫn còn thiếu rất nhiều những cầu thủ quan trọng quế ngọc hải vẫn không thể kịp bình phục chấn thương đặng văn lâm vắng mặt mới nhất là tuấn hải cầu thủ quan trọng của đội tuyển trong giai đoạn gần đây thì cũng gặp phải chấn thương rồi tuấn anh thì khả năng cũng sẽ không kịp hồi phục thậm chí là bùi hoàng việt anh một người mà trong quãng thời gian khoảng một năm vừa qua đã trưởng thành vượt bậc ở cả cấp độ đội tuyển cũng như ở công an nội với vai trò của một thủ lĩnh hàng phòng ngự cũng đã gặp phải một chấn thương và chưa chắc sẽ đá được ở trận lượt đi và với việc thiếu một loạt những cầu thủ quan trọng như thế thì anh có nghĩ là cái cái kế hoạch của huấn luyện viên Tuje nó cũng sẽ bị xáo trộn và nó cũng bị ảnh hưởng không? Quả thật mất những con người đấy chúng ta rất là tiếc. Cứ cho là Hoàng Đức đợt này được tin dùng đi thì một cái Tuấn Anh sẵn sàng mà hỗ trợ cho Hoàng Đức hai người cùng một kiểu đá chẳng hạn nhưng mà sẽ vào sân thay cho nhau trong bối cảnh mà hai trận là là cái thời gian nghỉ ít thì một người như Tuấn Anh cũng rất là quan trọng chưa kể đến Quế Ngọc Hải, thủ lĩnh phòng ngự đá với Croatia có anh thì chắc chắn sẽ đỡ hơn uhm, tiếc nhất đợt này với tôi thì uh, đó chính là Quế Ngọc Hải và Tuấn Hải ở trên Tuấn Hải đang là phong độ rất tốt với nhiều người thì anh đang là cầu thủ đáng xem nhất tại V-League người Việt Nam thế thì thật tiếc là Tuấn Hải một người luôn cháy hết mình để mà tạo ra những đột biến khó lường anh lại vắng mặt tóm lại hai cầu thủ tên Hải là 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 tối tiếc thế còn Văn Lâm và Tuấn Anh kể cả không đá chính thì vẫn tiếc bởi vì hai trận đấu nó rất gần nhau và chúng ta vẫn cần những người dự bị chất lượng cao nói vậy thôi chứ bắt dự bị cho Nguyễn Philip là một Văn Lâm chúng ta cũng yên tâm hơn rất nhiều ở đợt tập trung này thì chúng ta đón chào trở lại những gương mặt cũ ví dụ như trường hợp của Công Phượng chẳng hạn việc Tuấn Hải không thi đấu có thể được bù đắp bởi sự có mặt của công phượng bởi vì chúng ta hiểu được là cái phong cách chơi ấy, nó có những cái nét gần tương đồng vị trí chơi là tương đối giống nhau bàn thắng mà công phượng đã từng ghi trong một trận đấu giao hữu cách đây gần một năm dưới thời của huấn luyện viên tujier nó cũng có thể là một cái lý do khiến cho ông tujier gọi trở lại gương mặt này cho dù quãng thời gian thi đấu vừa qua của công phượng ở yokohama là không có những cái dấu ấn cụ thể nào sự tích lũy là không thật lớn và còn có một cái gương mặt nữa mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể đem đến cho chúng ta một cái sự chờ đợi nào đó như trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng người đã chơi rất tốt trong trận đấu gặp công an Hà Nội tại V-League giúp cho thể công Việt ten ngắt được mạch toàn hòa và thua phong độ đó của Nhâm Mạnh Dũng sự trở lại của công vượng liệu có thể đem đến chúng ta một cái tín hiệu tích cực nào không khi mà chúng ta đương nhiên rất cần những cái mũi nhọn mới để củng cố hàng tấn công bên cạnh cái việc mà Tiến Linh người nhiều kinh nghiệm nhất vẫn có thể chơi Ờ, chúng ta gọi trở lại công phượng và nhân mạnh dung nữa thì đấy là những cái khuôn mặt rất là cần thiết cho tuyển bởi vì thực ra hàng công của việt nam là không có quá nhiều sự lựa chọn công phượng đúng là gần đây không được đá nhiều nhưng mà anh vẫn còn đó cái đẳng cấp của mình và cái kinh nghiệm thi đấu ờ, ông trucier cũng đã sang nhật bản trao đổi với công phượng tức là xem cái cách mà anh sinh hoạt và um, thi đấu ở nhật bản thế nào thì kể là không được đá nhưng mà có thể cái môi trường tập luyện vẫn rất là chuyên nghiệp và trong giai đoạn này chúng ta cũng không nhiều lựa chọn thế nên tôi nghĩ một người như phượng về để mà tham gia đội tuyển nó cũng là một cái cú hích về về tâm lý với đồng đội cũng như là tốt cho cá nhân anh tôi nghĩ là vẫn cần thiết thế còn nhân mạnh dũng thực ra đã từng là cầu thủ của đội tuyển rồi thậm chí đã ghi bàn trong máu đội tuyển trước đây thì có một giai đoạn mất phong độ gần đây nhưng Mạnh Dũng đã ghi bàn trở lại rồi thì tôi cho rằng là một cầu thủ tiềm năng như thế đừng đá tuyển bây giờ phong độ tốt trở lại đội tuyển là chuyện rất là bình thường anh ấy sẽ mang lại những cái nét khác cho hàng công đội tuyển ở trong danh sách tập trung lần này thì có một gương mặt mới toanh đó là trường hợp tiền vệ tấn công ngọc sơn của câu lạc bộ thép xanh nam định anh ấy không hoàn toàn là một cầu thủ trẻ nhưng đây là lần đầu tiên được có mặt trên đội tuyển quốc gia và đó có lẽ cũng là một cái sự tưởng thưởng không chỉ cho chính cá nhân ngọc sơn mà là còn do câu lạc bộ đang dẫn đầu của v league của chúng ta vì phong độ của thép xanh nam định trong giai đoạn vừa qua rõ ràng là có được nhờ sự nỗ lực của những cầu thủ như ngọc sơn nhưng tôi không đánh giá cao lắm cái sự xuất hiện này Và tôi không dám chắc rằng cái sự hòa nhập của Ngọc Sơn là đủ nhanh Để khiến cho anh ấy giành được một vị trí nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng để hướng tới hạ trận đấu à, Chúng ta đã nhiều lần trao đổi ở diễn đàn này và đồng tình với nhau Rằng là cứ mỗi lần lên tuyển mà con số tập trung lên đến hơn 30 người Thì cứ có một vài khuôn mặt mới là chúng ta thấy vui Bởi vì là bóng đá Việt Nam nó vẫn đang tiếp tục chứng tỏ cái sức sống của mình à, Có thể lên rồi là đến lúc hút danh sách là cũng không trụ lại được thậm chí là trụ lại được thì chưa chắc đã ra chính thế nhưng mà nó luôn luôn có những cái mới mẻ và bổ sung thì cái hành trang đó anh ấy lên tuyển rồi ăn cơm tuyển rồi anh về lại câu lạc bộ thì nó sẽ là một sự thúc đẩy cho đồng đội đấy thế thì tôi cho rằng trong một đội nam định mà vài mùa giải gần đây đầu tư tốt họ đã nâng cấp đội hình lên cái số cầu thủ gốc nam định là càng ngày càng ít đi thì những người như ngọc sơn vẫn cố gắng bám trụ vẫn cố gắng chứng tỏ tốt nhất khi vào sân thay người và đến bây giờ gọi lên tuyển thì cũng là một cái sự khích lệ tôi tôi nghĩ tôi nghĩ là như thế thế còn à, lên giữa được gọi lên trụ lại được và thi đấu được thì lại là câu chuyện khác nói chung là ai cũng cần tích lũy cả ở khu vực giữa sân ấy, thì khi chúng ta không có Tuấn Anh tôi nghĩ rằng là Hoàng Đức sẽ được trả lại cái vị trí mà có thể nói rằng anh ấy sở trường nhất đá tốt nhất vị trí tiền vệ trung tâm là ông chủ của lối chơi người dẫn dắt hàng tiền vệ cũng như là điều phối cái nhịp điệu chơi của đội tuyển Việt Nam và tôi nghĩ rằng là Hoàng Đức sẽ trở lại với phong độ tốt để đảm bảo được một cái uh, sự kết nối cần thiết cho khúc giữa của đội tuyển Việt Nam. Uh, còn người chơi bên cạnh là ai khi mà chúng ta không thấy những cầu thủ kỳ cựu đang có phong độ cao như trường hợp của Hùng Dũng chẳng hạn, tôi không nhìn thấy cái 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 chất lượng ổn định của Hùng Dũng ở đây. Dù ai cũng hiểu được rằng là trong quá khứ thì Hùng Dũng đã từng làm rất tốt công việc của mình và tôi nghiêng về khả năng uh, Thái Sơn sẽ chơi cùng với Hoàng Đức ở đây vì Thái Sơn vẫn luôn cố gắng đảm bảo được cái sự tín nhiệm của huấn luyện viên Tuchy cũng như là cấp độ câu lạc bộ với huấn luyện viên Vilija anh có nghĩ như vậy không? Tôi thiên về Thái Sơn, anh ấy đá rất đều chân ở V-League và với một cầu thủ đang có cái nhịp như vậy gặp Indonesia cần phải có một sức chịu đựng thì tôi cho rằng là Thái Sơn sẽ là sự bổ sung hợp lý cho Hoàng Đức ở cái cặp tiền vệ trung tâm của ông Tuchy. Đỗ Hồng Dũng bị đau gần đây không đá nhưng vẫn được gọi thì cũng có thể là anh ấy vào sân ở một thời điểm nào đó hoặc là làm quen dần chờ cái trận lượt về chứ tôi cho rằng trước mắt lượt đi thì thái sơn nhiều khả năng sẽ sẽ thi đấu bởi vì chúng ta nhìn quanh từ về trung tâm v league mà quen với kiểu đá của ông mà hiện nay phong độ đang cao đá với một cường độ đều chân như vậy thì đúng là thái sơn và hoàng đức là những người mà đang vượt trội ở cái trận đấu mà chúng ta gặp và thua indonesia tại asian cup ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là những cầu thủ như thái sơn Ừ, cũng tạo ra được những cái nét sông sáo nhất định nhưng cái khó khăn của họ đó chính là kinh nghiệm để kiểm soát trận đấu giữ nhịp à, cho lối chơi của chúng ta và khiến cho chúng ta ở hiệp 1 của trận đấu đó đã bị uh, rơi vào thế uh, cuốn vào lối chơi của đối phương mất đi cái tính chủ động cần thiết của mình thậm chí là những cầu thủ như thái sơn ấy là không thể đá trọn vẹn cả trận đấu được và nhìn tổng thể trong cái trận đấu đó thì chúng ta thấy khi mà chúng ta không có quế ngọc hải ở hàng phòng ngự chúng ta không có hoàng đức chơi vị trí sở trường thì chúng ta gần như không có một người mang tính thủ lĩnh để điều tiết cái lối chơi, điều tiết cái nhịp độ mà chúng ta cần phải có khi đối mặt với một đối thủ rất là gọi là mạnh mẽ, rất là khát khao như vậy. Với trận đấu này, anh có nghĩ rằng là Hoàng Đức trở lại và cái vai trò thủ lĩnh nó cần phải được thể hiện rất rõ. Và nếu như điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ có một thế trận tốt không? Có thể nói là thế này, nói chúng ta trông vào Hoàng Đức thì cũng hơi quá lời bởi vì đội tuyển là 11 con người thế nhưng mà Hoàng Đức là cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng, nói thật thành bại và đá được thế nào, mạch lạc có được nét theo ý của ông Tô thì với tôi Hoàng Đức là cầu thủ điều tiết rất là tốt.Ý tôi ở đây là, là vấn đề là phải có một thủ lĩnh Vâng, thì phải tôi có một nghĩ người là... giao nhiệm vụ và lĩnh sướng được cái nhiệm vụ đấy. Tôi cho rằng là là không ai khác Hoàng Đức là người phải cần đạt phong độ tốt để mà nắm cái trò lĩnh sướng đấy, bởi vì anh có đầy đủ những cái tố chất và cái cách đá cũng như kinh nghiệm của anh ấy là có thể mang lại cái khác biệt cho Việt Nam trong bối cảnh đội bạn vẫn tiếp tục nhập tịch và nếu mà chúng ta rơi vào thế đua sức không có những người mà tạo ra những cái tình huống đặc biệt thoát pressing hoặc là chơi thông minh tỉa tót kiểu như hoàng đức thì sẽ rất khó khăn chúng ta rơi vào thế đua sức thì thêm một lần nữa lại thua thôi nhớ lại cái trận đấu chúng ta thua indonesia tại asian cup ấy thì trong rất nhiều tình huống khó khăn bị ép như vậy nhưng một người như hoàng đức nếu mà đá tốt thoát pressing lên rồi tạo ra những pha bóng sáng tạo thì đội bạn cũng rất là phải giải chừng chứ không thể ép việt nam một cách liên tục như vậy được thành ra tôi cho rằng là trận đấu này hoàng đức sẽ là người giữ cái trọng trách để mà như là một cái trái tim ở giữa sân làm sao đấy để mà điều phối đội bóng cho tốt ở trận đấu gần đây nhất tại v league khi mà thể công việt tên của hoàng đức giành được thắng lợi trước công an hà nội thì hoàng đức không phải là người chơi nổi bật nhất nhưng cái cách chơi của thể công việt tên trong trận đấu đó và một con người đã chơi tốt trong trận đấu đó cũng được gọi lên tuyển ở trận đấu này là những sự gợi ý, sự gợi ý về mặt cách tiếp cận, lối chơi, sự gợi ý về cách sử dụng con người trong một vị trí cụ thể. Con người đó tôi muốn nhắc đến nó là trường hợp của Đức Chiến, một người mà rất có thể sẽ được sử dụng trong những vai trò khác nhau, một trung vệ hoàn toàn có thể như anh cả đã chơi rất là hay ở trận đấu của Công an Hà Nội, đá ở chính giữa, gọi là có xu hướng thòng bên cạnh những người đá dập theo cái một cái mô hình cũ. Còn tất nhiên bây giờ các trung vệ của chúng ta sẽ không chơi hoàn toàn theo cái kiểu là Có một người chơi libero à, Cũng có thể Đức Chiến sẽ chơi ở hàng tiền vệ Như đã từng chơi cùng Hoàng Đức ở mùa giải 2023 rất thành công à, Những cái gợi ý đó liệu có thể sẽ được chuyển hóa à, Trong cái trận đấu gặp Indonesia tới đây hay không Nhất là về mặt cách tiếp cận lối chơi ấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng là Ở trận đấu tới này thứ nhất Đối phương với một lực lượng gần như là toàn bộ các cầu thủ nhập tịch rất mạnh về mặt thể hình thể lực hoàn toàn có thể chơi một tư bóng đá có cường độ cao để quyết tâm giành một chiến thắng vì vào lúc này khoảng cách giai đội vẫn đang là hai điểm nhưng chính khoảng cách hai điểm đó lại có thể giúp cho đội tuyển việt nam lựa chọn một cách tiếp cận khác chúng ta không nhất thiết phải tạo ra một cái cuộc đua sức nào đó chúng ta không nhất thiết phải gọi là kẻ tung người hứng với đối phương và chúng ta làm chậm nhịp độ của trận đấu và chờ đợi một thời cơ nào đó để dành những cái kết quả có lợi cho mình tôi cho rằng đây hoàn toàn có thể là một sự gợi mở bởi vì đức chiến là cầu thủ đa năng tôi vẫn thiên về khả năng là nếu mà đá thì anh đá trục dọc bởi vì hai cánh chúng ta nhiều cầu thủ tốt rồi và đang đạt phong độ cao thì trong cái trục dọc đấy chúng ta vẫn nói với nhau là thái sơn gần đây đá đều chân thì có thể về lý thuyết là chơi với quả hoàng đức nhưng mà cặp đức chiến hoàng đức cũng rất là khả thi đấy bởi vì họ hiểu nhau và một người quét một người có thể sáng tạo ở trên đấy là cũng một giải pháp hàng phòng ngự thì đỗ duy mạnh thành trung là ai khuôn mặt cứng nhất mắt xích thứ ba cũng là một cái, cái, cái dấu hỏi đúng không thanh bình đã từng chứng tỏ được rồi nhưng mà gần đây phong độ không cao lắm rồi là ông tu sia thích uh, dùng cầu thủ phan tuấn tài nhưng mà phần nào đó kinh nghiệm cũng còn non và gần đây cũng không nổi lên được tóm lại trong hệ thống của viettel thì câu lạc bộ gần đây không tốt thành ra một số cầu thủ dường như bị chìm đi bùi tiến dũng cũng vậy thế thì trong bối cảnh đó chọn một cái mắt xích thứ ba là cầu thủ đức chiến người đang đá ổn gần đây bên cạnh thành trung và duy mạnh tôi nghĩ cũng là một giải pháp của ông tu Uh, chọn con người nào uh, cho cái đội xuất phát ở trận đấu trên sân Bumcago uh, ở lượt đi uh, của cái 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 lần đối đầu với Indonesia này ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn phải được uh, um, tích lũy bởi cái quá trình chuẩn bị của đội trong khoảng một tuần trước đó vì những cái bài tập những cái khả năng là đáp ứng với những cái ý tưởng đấu pháp của huấn luyện viên người Pháp và chúng ta hãy chờ xem chúng ta sẽ còn có những cái thời gian để nói thêm về cái vấn đề này nhưng tôi muốn cùng anh chốt lại một vấn đề rằng là liệu trong trận đấu tới chúng ta sẽ tiếp cận với thái độ như thế nào đá phòng ngự phản công tức là duy trì một cái tính tích cực tính chủ động trong lối chơi nhưng nhường một chút về mặt gọi là thế trận cho đối phương theo kiểu là chúng ta không giữ khu giữa sân nhưng chúng ta phòng ngự tích cực ở những cái, cái 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 thời điểm ở cái khu vực cần thiết và chúng ta sẽ phản ứng lại bằng một cái tốc độ đủ tốt với một lối chơi nền tảng là kiểm soát bóng như cách mà huấn luyện viên thu diên đã xây dựng nhưng chúng ta không hoàn toàn là tạo áp lực theo kiểu là chúng ta dồn nén đối phương và không chơi đôi công với đối phương bởi vì rõ ràng đây là một trận đấu mà chúng ta có hơn một sự lựa chọn chúng ta có thể hòa trong trận đấu này chúng Đúng ta rồi. vẫn duy trì được tình thế tôi nghĩ đá như vậy là khôn ngoan à, chúng ta thử thách sự ghi nhẫn của đội bạn bởi vì đội bạn đá sân nhà thì chắc chắn là đá với tinh thần quyết thắng rồi thế thì việt nam có thể phát huy cái sự thông minh của cầu thủ cầm giữ bóng à, và nếu mà có cơ hội chuyển trạng thái thật là nhanh chứ còn rơi vào đôi công thì có nghĩa là rất dễ chúng ta chơi theo cái cách đôi sức và như vậy là không có lợi trước một trào lửa gây ra -ng -ng rất nhiều cái tác động rất nhiều sức ép kể cả các vấn đề mà khách quan nữa thành ra là cứ đá theo kiểu biết mình biết ta và và làm sao để an toàn trước mắt là an toàn và cố gắng chuyển trạng thái thật là nhanh cộng với cả những pha thoát pressing của Hoàng Đức nếu mà làm được thì tôi nghĩ như vậy là cách chơi hợp lý. Vâng, à, xin cảm ơn anh Huy. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ vào thời điểm này khi mà danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam hướng tới các trận đấu tới đây à, tại vòng loại World Cup 2026 trước đội tuyển Indonesia à, mới được công bố à, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ có những à, à, câu chuyện trao đổi về à, giải vô địch ngoại ngành. Như vậy là câu lạc bộ Arsenal của tôi thì đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết của UEFA Champions League lần đầu tiên sau 14 năm. Rõ ràng đó là một cái ngưỡng tâm lý có thể nói là cực kỳ quan trọng mà thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã vượt qua được. Một trận đấu rất là khó khăn trước Porto ở lượt về, thắng tối thiểu để duy trì sự hy vọng của mình và kiên nhẫn chờ đợi để rồi cuối cùng kết liễu đối thủ bằng những loạt đá penalty rất là chuẩn mực. Uh, tôi nghĩ rằng uh, cái thắng lợi của Arsenal đó là thắng lợi về tâm lý, thắng lợi về cái 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 sự vượt lên chính mình. Và với cái việc mà củng cố uh, cái sự góp mặt của mình tại UEFA Champions League ấy, thì uh, tôi cho rằng là họ sẽ có được một cái tâm lý cực tốt để tiếp tục đua uh, trong cái chặng đường còn lại, đặc biệt là tại Premier League. Vâng, đúng là như vậy. Uh, với tôi thì uh, Arsenal cái trận đấu lượt về họ lội ngược dòng được là tôi không bất ngờ. Thế nhưng mà phải nói cái việc mà họ vượt qua được Porto Dẫu rằng là lượt đi thua xí sao thôi Nhưng lượt về vượt qua được thì nó giống như là mũi tên bắn trúng nhiều đích ấy. Nó khẳng định cái đường hướng đi là đúng Rồi là về mặt tâm lý là hưng phấn Một thời gian rất là dài, hơn một thập kỷ mới vào được đến tứ kết UEFA Champions League Và cách chơi gọi là thuyết phục Không ai có thể nói là, là là ăn may được Lượt đi thua có một quả, lượt về là nhanh chóng có được bàn một tỷ số Nhưng mà sau đấy bỏ lỡ rất là nhiều thế thì cái lúc bỏ lỡ đấy thì nhiều fan Arsenal tôi biết là cũng rất là đau tim đấy bởi vì là cái cái kiểu mà bỏ lỡ nhiều xong rồi đá pha đền thì hay bị đen nhưng mà cuối cùng đá pha đền thì họ đá rất là tin chân và 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 họ đã sớm kết thúc cái loạt đá luân lưu để mà vượt lên và chiến thắng thì tôi nghĩ rằng là về tâm lý về chuyên môn về thực lực và cái 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 sự ảnh hưởng của họ là đều đã được khẳng định rồi không lý do gì mà họ không tiếp tục đua rồi ngoại anh với một cái tâm lý thật là tốt và với một cái khí thế như vậy ở UEFA Champions League ấy, thì nó có một cái tình huống người ta thống kê rằng là đội nào mà vượt qua Porto ấy, là thường lọt vào chung kết ấy. Ừ. Ờ, thì hy vọng là Arsenal cũng có được cái điều may mắn đó ờ, nhưng rõ ràng là phần còn lại của mùa giải tại Cúp Châu Âu ấy, nó không hề đơn giản bởi vì trong nhiều năm qua thì có lẽ là chưa có cái năm nào mà lại vòng tứ kết lại gồm những cái tên nó lớn như vậy ừ. tất cả đều tập trung hết sức đầy đủ đại diện của các nền bóng đá là đều có mặt cả và có lẽ là nó sẽ là một cái cuộc đua tranh với những cái cặp đấu cực kỳ rất là thú vị à, tuy nhiên điều đó nó sẽ để đặt sang một bên bởi vì bây giờ đương nhiên là câu chuyện của ateta và câu trò là premier league khi mà họ đã trở lại vị trí dẫn đầu rồi bằng điểm với liverpool nhưng hơn hiệu số họ là đội có số bàn thắng nhiều nhất họ cũng là đội có số bàn thua ít nhất à, nhưng cái chặng đường tiếp theo cái, cái lịch thi đấu của arsenal thì có phần nặng hơn so với hai đối thủ là man city và liverpool và tôi cho rằng là cái trận đối đầu trực tiếp với Man City vào ngày 31 tháng 3 Nó sẽ là trận đấu mang tính bản lề Nó có thể sẽ giúp cho Arsenal có thể nhìn thấy rõ hơn cái cơ hội đăng quang ở mùa giải này Và nếu như trận đấu đó nó ở thế rằng co, nó ở thế mà chi điểm chẳng hạn Hoặc là Arsenal hoàn toàn có thể trắng tay Thì lợi thế nó lại rơi vào tay Liverpool và thậm chí là Man City chứ không phải là Arsenal nữa Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với cái khí thế của Arsenal hiện nay cái trận đấu tới nếu Man Xanh bị thua thì Man Xanh sẽ bất lợi rất nhiều còn Arsenal bị thua tôi cảm giác là với cái kiểu đá thế này họ đang phơi phới thế này thì không chưa có ảnh hưởng nhiều đâu cả một cái giai đoạn của tháng 4, tháng 5 vẫn còn đó và Arsenal vẫn có thể kể cả sẩy chân trước Man Xanh thì họ vẫn đá tốt trong cái đó Man Xanh thì có thể sẽ có những sự phân tán nhất định tôi nhận thấy ở Arsenal một cái sự hừng hực khí thế và một cái khao khát tức là bóng đá nó cũng có những cái hay là nhiều khi người ta tính rằng là đội bóng này đầu mùa chơi thế này thì năm nay kiểu như là một năm bản lề rồi là năm sau mới là điểm rơi nhưng mà kiểu như arsenal tôi cảm giác là giống như là họ một cái trái cây mà chín sớm nhưng mà chín sớm vẫn tự nhiên chứ không có gì phải là gượng ép hay là phải dùng cái cách nào để mà bón thúc cả thì tôi cảm nhận thấy là cái tinh thần đội bóng rất là tốt để mà nó thúc đẩy cái sự thăng hoa của hà đội ừ, nếu mà đặt cái lực lượng của arsenal lên để cân bên cạnh lực lượng của Man City thì chúng ta thấy rằng là vẫn có một cái sự mong manh nào đó nhưng nói gì thì nói chứ là cái năm làm việc này của Arteta nó đang hết sức hiệu quả nhờ cái sự tiến bộ chung của rất nhiều cầu thủ khi mà Martinelli không thi đấu thì Trosa hoàn toàn có thể có sự thay thế và cái sự thay thế đấy nó đã được đáp ứng bằng những cái tình huống giải quyết ở vị trí tiền đạo mũi nhọn khi mà Gabriel Jesus uh, chưa đạt được cái hiệu suất cao nhất và cũng không đảm bảo hoàn toàn được cái vị trí số 9 của mình thì gần đây là Kai Havertz đã liên tục ghi bàn tại giải Ngoại hạng. Uh, những cái chi tiết đấy nó rất là quan trọng để nó bù đắp cho những thứ mà gọi tạm gọi là điểm khiếm khuyết của Senan ở những cái mùa giải trước. Còn bên cạnh đó thì những cầu thủ xuất sắc như là Declan Rice chẳng hạn, nó luôn luôn khiến cho đội bóng này có được một cái sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công, kiểm soát trận đấu và tạo ra áp lực cần thiết. Và um, trong cái cách đua cách tiếp cận với những đội bóng hàng đầu như liverpool với man city chẳng hạn này, thì tôi cho rằng là cái con đường mà arsenal đang đi là bắt buộc phải đi như vậy tức là phải chơi tấn công phải tạo áp lực lớn phải sẵn sàng chơi gọi là đôi công ăn thua đủ với man city chứ nếu như mà chỉ nghiêng về một thế trận phòng ngự phản công để mà chờ đợi thì tôi nghĩ là không phải là giải pháp phù hợp vì man city thực sự là vô đối nếu như để cho uh, gọi là họ cầm bóng và tổ chức tấn công đúng không ạ nếu mà về lực lượng thì không phải so với man city được quân của họ rất là dày nhưng mà Arsenal tôi đánh giá cực kỳ cao vai trò của Declan Rice có anh ấy thì một lực lượng chưa phải là dày lắm đâu nhưng mà Rai đá ổn định thì họ có thể đấy là một cái điểm tựa và đá đâu ra đấy tức là khi có một người như Declan Rice quan xuyến giữa sân như vậy rất là chắc chắn thì trên hàng công đôi lúc có những cái xáo trộn nhưng mà mọi người rất là yên tâm tức là cảm giác mục tiêu của anh khi vào sân là ghi bàn thì người ta có thể rất yên tâm rằng là mình tập trung vào cái triết lý để mà đẩy đội hình lên ghi bàn trong đó hàng phòng ngự ở đây cũng có được cái sự ổn định cái việc mà Atta để cho các trung vệ đá hậu vệ biên Giro và Benoit tôi nghĩ là giải pháp cũng tốt và và đấy tức là một cái đội bóng chơi thiên về công nhưng hàng phòng ngự lại có những cái chốt của trung vệ đá hậu vệ biên thì người ta cũng yên tâm cộng với cả Rai nữa đấy cách chơi của họ là rất nhất quán Man City thì đúng là biến hóa khôn lường nhưng nhìn một góc độ nào đó nhiều khi cảm giác là là những sự xoay chuyển nó cũng không được nhất quán lắm và hàng phòng ngự đôi khi là vẫn có những khinh suất có những vị trí mà mà cảm giác là là Godzilla đào tạo để họ đá chỗ đấy nhưng mà thực ra là họ cũng chưa quen lắm và trong một số cái thế gặp phải những quái thủ thì họ vẫn bộc lộ cái gì đó của một người mà không phải là đá chỗ đấy nhưng Arsenal thì rất là đâu vào đó và ít sai sót thành ra tôi nghĩ rằng là lực lượng có thể mỏng nhưng phong độ tốt cộng với cả sự hưng phấn thì họ vẫn có thể thể đá những cái trận đấu rất là hay và rất là cân bằng ở ba tuyến với tình thế hiện nay ở giải ngoại Anh thì Arsenal vẫn là đội bị đánh giá có khả năng thành công với chức vô địch ở mức độ thấp nhất, đâu đó chỉ khoảng hơn 18% thôi. Trong khi đó là đội cao nhất vẫn là Man City hơn 45%, còn Liverpool là khoảng hơn 35%. Cái tỷ lệ này thì đương nhiên nó căn cứ trên rất nhiều những yếu tố, ví dụ như là cái lịch thi đấu của Arsenal nó có vẻ khó hơn so với các đối thủ khác và đặc biệt là cái bản lĩnh, cái kinh nghiệm để đua vô địch của Arsenal thì đương nhiên khó có thể đem ra để mà so với Man City và cả Liverpool nữa. À, thế nhưng mà ở thực tế của mùa giải 2023/2024 này, thì chúng ta thấy rằng là trước khi mà bước vào trận đối đầu trực tiếp với Man City, thì Arsenal đang là đội có kết quả đối đầu với nhóm những đội hàng đầu là tốt hơn so với Man City. Cụ thể là họ chỉ có thua một trận Aston Villa thôi. Còn còn lại là những trận thắng và những trận hòa. Trong khi đó, Man City thì lại có điều ngược lại anh có cho rằng đó chính là một cái cơ sở một cái niềm tin rằng là Arsenal có thể có kết quả tốt trước Man City không? Chắc chắn là như vậy rồi. Ừ, họ dẫn đầu giải và lối đá của họ đẹp, đồng thời họ cũng gặt điểm nhiều trước các đội mạnh thì điều này cho thấy rằng là cái hướng đi của họ rất là chuẩn. Đấy, cái điều mà chúng ta lo cho họ duy nhất là lực lượng phần nào đó bị mỏng thôi, chứ còn về mặt định hướng và cái cách xử lý đối thủ tức là cái cái cách mà họ đặt ra cái tính mục đích trong từng trận đấu với đối thủ mạnh là họ làm được. Và như thế là rất có niềm tin để mà năm nay họ sẽ có cái mùa giải đặc biệt tôi tôi có niềm tin rất lớn với arsenal cũng một phần là thế này đối thủ nguy hiểm nhất là man city ý, thì họ đã vô địch ngoại anh ba năm liền rồi và về mặt khách quan ấy sẽ có những sức ép nhất định với một đội bóng mà ở trên đỉnh quá lâu rồi bởi vì nói thẳng ra là cả làng người ta cũng không, không rất nhiều người không muốn là một cái đội bóng mà chấn xa lâu như vậy thành ra tôi có một cảm giác là arsenal sẽ sẽ có thể có một cái thuận lợi hơn trong khi đó man xanh phải chịu rất nhiều, nhiều sức, sức ép khi mà họ đã, đã vô địch nhiều lần rồi vâng à, xin, xin cảm, cảm ơn anh huy về những chia sẻ của anh, anh trong chương trình này. này đúng, đúng là, là với giải vô địch ngoại anh, anh ở đoạn cuối thì sẽ rất là khó lường khi mà lần đầu tiên trong nhiều năm qua trong lịch sử của Premier League thì chưa có cái năm nào mà đến vòng 28 thì khoảng cách giữa ba đội bóng dẫn đầu chỉ là một điểm và điều đó hứa hẹn là cái chặng đua cuối cùng với 10 vòng đấu cuối nó sẽ còn có rất nhiều những diễn biến có thể xảy ra. Arsenal đang là đội đầu bảng nhưng lợi thế là không lớn và chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ khép lại ở mùa giải này và chúng ta sẽ còn trở lại với chủ đề này trong những chương trình quan thể thao tiếp theo. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại